Vâng ạ, xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Ở trong video này thì các bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở một giúp em các bác nhá. Đó, các bác nào có nhu cầu cần tư vấn gì các bác gọi bên cơ sở 2 giúp em. Đó, bên em sẽ có nhân viên chăm sóc các bác luôn. Đấy, ok. Vâng, ngày hôm nay em xin giới thiệu tất cả mọi người một mẫu modem chiếc kèn, một bộ combo các bác nhá. Một bộ combo có tên là JBL333D. Và loa này nó xuất xứ ở Made in China các bác nhá. Bỏ qua cái xuất xứ này đi các bác nhá. Ok, một dòng loa chiếc kèn côn 34, công suất là 35W, kháng trở là 8 ohm các bác nhá, kháng trở 8 ohm. Một bộ combo chỉ có vay 500.000 các bác nhá. 500.000 gồm cả hai chiếc chép này và phễu đầy đủ cho các bác, chỉ có 500.000 bao ship cho anh em luôn. Sẽ thay đổi toàn bộ cục diện loa của các bác luôn trong một lốt nhạc các bác nhá. Và ngay bây giờ em sẽ test trực tiếp chất âm của nó luôn khi có nhạc và khi có mic như nào. Các bác như trước đây khi bác mà mua đồ đấy, mua loa chép, mong các bác mua nghe tin chép của loa chép tiền này, các bạn phải mua một cái bộ hộp gỗ này, rồi là tập phân tần này để nghe tin chép. Nhưng ngay bây giờ các bác không phải mua hộp gỗ đâu, các lắp ngay chiếc chép này vào các bác nhá, lắp ngay chiếc chép này vào để thay đổi chất âm mà không cần phải mua gỗ, đã tiết kiệm được vài trăm ngàn rồi các bác nhá. Mua một cái hộp gỗ đã mất vài trăm ngàn phân tần nữa đấy, nên ngay bây giờ các bác không cần phải mua phân tần, không phải mua gỗ mà tiết kiệm được vài trăm ngàn mà tiếng rất là hay, rất là gọn, rất đẹp. Và ngay bây giờ em test cho các bác trên một cái loa bình dân. Sở dĩ em test trên loa này bởi vì em không muốn lắp trên cái loa nào nó đắt tiền hơn, bởi khi lắp loa đắt tiền hơn các bác sẽ khó tạo ra độ khác biệt. Nhưng ngay bây giờ em lắp cho các bác một cái loa cực kỳ bình dân để các bác thấy được nó thay đổi hoàn toàn như thế nào. Và em sẽ test trực tiếp cho các bác nhá. Nhạc này, đây đây là loa chép kèn này, và đây là loa chép giấy này, đây là hai chép giấy thôi nha, hai chép giấy này, và đây là loa chỉ có thiết kế một chiếc chép kèn vào đây thôi. Đấy, một chiếc chép kèn vào đây và một chiếc chép giấy các bác nhá. Đấy các bác, đây em chỉ lắp có một chiếc thôi để các bác nghe thử xem nó có khác biệt hoàn toàn không nhá. Đấy, một chiếc này, vẫn một chiếc thôi nha các bác nhá. Đấy, đấy khi nghe tiếng nó tối nặng đó, tối nặng, tối nặng con nghe đây ạ. Đấy, con nghe chưa, chiếc chép nó khác hẳn chưa, khác hẳn đúng không? Và bây giờ em sẽ test trực tiếp cho các bác trên micro các bác nhá. Đây, đây là chép giấy này, chép giấy 1, 2, 3, 4 chép giấy nha các bác nhá. Đây là chép giấy này, con chuyển nó chép kèm nhá. 2, 6, 7, 2, 3 tiếng rất là sáng các bác nhá, sáng này, khỏe này, tiếng rõ nét hơn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, khỏe hơn, rõ hơn, sáng hơn. Đấy, sở dĩ một cái chiếc chép này công suất của nó 35W và một chiếc chép giấy này chỉ có 5W thôi, nên là tiếng này nó sẽ khỏe hơn rất nhiều các bác nhá. Con này nó sẽ khỏe hơn con này rất nhiều, sẽ khó cháy hơn rất nhiều và tiếng nó sẽ sáng hơn rất nhiều. Đây em mới chỉ lắp một chiếc thôi và khuyên cáo các bác là mỗi một loa các bác chỉ lắp một chiếc chép kèn này là vừa phải các bác nhá. Còn nếu bác nào thích nghe thực sự là nhiều chép thì các bác hăng lắp hai chiếc hai bên, còn bình thường thì chỉ lắp một chiếc chép giấy và một chiếc chép kèn là hay lắm rồi thôi nhá. Đây là khuyên cáo đó, khuyên cáo. Còn bác nào thích nghe nhiều chép thì có thể lắp hai chép cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy, chép giấy thì là tối hơn này, dễ cháy hơn đó, chép kèn thì khỏe hơn, sáng hơn và chi tiết hơn. Đây, hai đây chép giấy nha bác nhá, chuyển cái kèn này lên 6, 7, 2, 2, 2, 2, 6, 7, 2, 6, 7 lên. Nói chưa nhỉ? Không cần phải mua gỗ này, không cần phải mua phân tần, chỉ bỏ ra 500 ngàn có một bộ combo gồm cả củ chen, củ kèn và cà phê luôn cho bác, mà chỉ bỏ ra 500 ngàn, không cần phải mua thêm cái gì cả. Bên em bao ship cho anh em luôn một bộ combo, đấy, 500 ngàn modem JBL333D. Đấy, cực kỳ tuyệt vời luôn nhá, 500 ngàn thôi. Và ngày hôm nay em test trực tiếp cho cái nhạc và tiếng cho các bác nghe thực tế luôn, và dùng công tắc đảo pha để cho các bác nghe thực tế hai cái loa này nó sẽ khác biệt nhau như nào. Và đảm bảo các bác về nghe khi thay chiếc chép vào, tiếng nghe tiếng nó sẽ lách cách lên keng hơn rất nhiều, tiếng sáng hơn, khỏe hơn và khó cháy hơn, rất tuyệt vời các bác nhá. Vừa chỉ bỏ 500 ngàn thôi. Một chi tiết ngoài các bác gọi bên cơ sở 1, còn cần tư vấn gọi bên cơ sở 2 các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.